Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên có nhiều lợi thế để phát triển và cạnh tranh. Tín hiệu kinh tế khởi sắc trong tháng 6 và 6 tháng cuối năm 2023. 10 doanh nghiệp có số nộp thuế nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên lớn nhất qua 6 tháng đầu năm. Phóng sự cộng đồng doanh nghiệp trong nước, ngoài nước đánh giá cao tiềm năng, lợi thế khi đầu tư vào tỉnh Hưng Yên. Nhờ đầu tư tốt hạ tầng giao thông để xây dựng các khu công nghiệp, thu hút dự án thứ cấp vào đầu tư, nên các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên có nhiều lợi thế để cạnh tranh phát triển. Tính đến nay, Hưng Yên có 17 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch xây dựng phát triển các khu công nghiệp trên cả nước với tổng diện tích khoảng 4.500 ha. Điểm mạnh cũng như lợi thế của các khu công nghiệp ở Hưng Yên là đa số mới được đầu tư xây dựng hạ tầng và mở rộng diện tích nên còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt là quỹ đất sạch đã giải phóng mặt bằng có diện tích rộng, tập trung và rất thuận lợi về giao thông. Trong số 17 khu công nghiệp, có 9 khu đã đi vào hoạt động, còn lại 8 khu đang trong quá trình triển khai đầu tư và chuẩn bị tiếp nhận dự án và đầu tư. Trong khi quỹ đất cho phát triển công nghiệp ở các tỉnh lân cận không còn nhiều, rõ ràng các khu công nghiệp mới được quy hoạch xây dựng của Hưng Yên sẽ là một lợi thế lớn trong thu hút các dự án và đầu tư. Tháng 6, tín hiệu kinh tế của Hưng Yên cũng như cả nước có nhiều khởi sắc. Đây cũng là tháng có doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2023. Cụ thể trên phạm vi cả nước, tháng 6 có hơn 21.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tại tỉnh Hưng Yên, tháng 6 có trên 250 doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hưng Yên có 1.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm của Hưng Yên cũng tăng 8,21% so với cùng kỳ năm trước. Với mức tăng trên, Hưng Yên đứng thứ tư trong 11 tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 7 trên 63 tỉnh, thành phố cả nước. 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước đạt trên 16.000 tỷ đồng, đạt trên 70% kế hoạch cả năm. Trong tổng số thu trên, có 14.400 tỷ đồng là thu nội địa và 1.600 tỷ đồng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Tổng 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất tỉnh Hưng Yên qua 6 tháng đầu năm với số tiền đã nộp khoảng 6.500 tỷ đồng. Đứng đầu là công ty cổ phần Vinhomes chi nhánh Hưng Yên với số nộp gần 5.200 tỷ đồng. Tập đoàn Hòa Phát có hai công ty có số nộp nằm trong top 10 này là Thép Hòa Phát Hưng Yên và Ống Thép Hòa Phát với số nộp gần 350 tỷ đồng. Tiếp đó là các công ty cổ phần Daikin Việt Nam, công ty cổ phần tập đoàn Ecopark, công ty bia rượu nước giải khát Hà Nội, công ty phát triển đô thị Rim City Hưng Yên, công ty Hitachi Hưng Yên, công ty Lixin Việt Nam và chi nhánh công ty Asicook Việt Nam. Trong khó khăn chung của ngành thép trong thời gian vừa qua, sản lượng sản xuất thép ống hộp mạ kém 6 tháng đầu năm 2023 của công ty thép Minh Ngọc nằm trong khu công nghiệp Phố Đối A giảm gần 30% so với cùng kỳ. Trong khi thị trường tiêu thụ trong nước giảm, nhưng chi phí sản xuất đầu vào và giá nguyên liệu nhập khẩu tăng do chiến tranh xung đột làm cho nguồn cung không ổn định. Điều này càng gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Do sản xuất giảm nên doanh nghiệp đã phải cắt giảm gần 50 lao động, còn 400 lao động làm việc thường xuyên. Đồng thời, mức lương của người công nhân cũng giảm từ 10 đến 20% xuống từ 10 triệu đến 12 triệu đồng một người trên tháng tùy vị trí công việc. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung hỏi đáp doanh nghiệp của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Doanh nghiệp có câu hỏi như sau: khi nào nhà đầu tư được giảm tiền ký quỹ? Theo quy định, tiền ký quỹ được tính dựa trên vốn đầu tư của dự án đầu tư ghi tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần. Cụ thể như dự án có phần vốn đến 300 tỷ đồng thì mức ký quỹ là 3%. Phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng là 2%. Phần vốn trên 1.000 tỷ đồng thì mức ký quỹ là 1%. Doanh nghiệp, nhà đầu tư nếu đủ điều kiện theo các quy định của pháp luật sẽ được giảm 25% hoặc 50% tiền ký quỹ cụ thể như sau. Điều 26 của Nghị định 31 năm 2021 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều luật đầu tư. Trong đó thì có quy định giảm 25% cái tiền ký quỹ đối với trường hợp là những dự án mà thuộc diện là thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, hoặc là giảm 50% số tiền ký quỹ phải nộp đối với trường hợp là dự án thực hiện tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc là dự án thuộc đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư,
hoặc là dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư. Quý doanh nghiệp cá nhân có những thông tin câu hỏi cần phản ánh, chia sẻ trong chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, hòm thư điện tử Đồng hành cùng Doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Những nội dung của quý vị gửi đến sẽ được chúng tôi cập nhật thông tin chi tiết trong các chuyên mục Đồng hành cùng Doanh nghiệp phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút tối Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, nhờ mở cửa hội nhập kinh tế với thế giới nên tỉnh Hưng Yên không chỉ thu hút được các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước mà còn thu hút được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế nước ngoài đến đầu tư. Qua quá trình hoạt động, các nhà đầu tư đều đánh giá cao tiềm năng, lợi thế khi đầu tư vào tỉnh Hưng Yên. Năm 2006, tập đoàn kinh tế hàng đầu Nhật Bản là Sumitomo đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 để thu hút các doanh nghiệp thứ cấp và đầu tư, đất lành chim đậu. Qua 17 năm đi vào hoạt động với 3 lần xin mở rộng diện tích. Dù việc mở rộng giai đoạn 3 với diện tích 180 ha đang xây dựng hạ tầng, nhưng đã có 6 doanh nghiệp đăng ký và đầu tư với số vốn 500 triệu đô la Mỹ. Điều này khẳng định tiềm năng, lợi thế của Hưng Yên khi doanh nghiệp và đầu tư, bởi không phải ngẫu nhiên mà tập đoàn đang đề nghị tiếp tục được mở rộng diện tích khu công nghiệp giai đoạn 4. Tôi cho rằng tỉnh Hưng Yên đã có sự hỗ trợ rất kịp thời và hiệu quả cho các doanh nghiệp trong những năm gần đây. Chính quyền tỉnh và địa phương thường xuyên có những chuyến thăm, khảo sát tại địa điểm của các công ty nhà máy, tổ chức nhiều buổi đối thoại với các nhà đầu tư, người lao động tại các khu công nghiệp để hiểu rõ tình hình hoạt động thực tế, những khó khăn vướng mắc của chúng tôi để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Với tư cách một nhà đầu tư, chúng tôi đánh giá rất cao sự giúp đỡ này và mong rằng tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục duy trì sự hỗ trợ này trong tương lai, tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư hoạt động tại tỉnh. Không chỉ chủ đầu tư khu công nghiệp Thăng Long 2 mà chủ đầu tư các khu công nghiệp khác vào tỉnh Hưng Yên đầu tư từ sớm hay mới vào đầu tư như các khu công nghiệp dệt may Phố Nối, Phố Nối A, Yên Mỹ 2, v.v. đều xin mở rộng diện tích sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được hơn 2.160 dự án vào đầu tư, trong đó có trên 1.640 dự án đầu tư trong nước, với số vốn đăng ký gần 319.000 tỷ đồng, trên 520 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký hơn 6,5 tỷ đô la Mỹ. Doanh nghiệp chúng tôi thì khi mà về đây đầu tư thì rất là cảm ơn các cấp chính quyền địa phương cùng với bà con nhân dân xung quanh khu vực dự án đã rất là hỗ trợ và đồng thuận với chúng tôi trong công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi đánh giá tỉnh Hưng Yên có nhiều lợi thế về vị trí địa lý gần thủ đô Hà Nội, sân bay, cảng biển nước sâu và có nguồn lao động tay nghề cao. Vì vậy mà từ năm 2003, công ty chúng tôi đã vào Hưng Yên đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất. Qua thời gian, chúng tôi tiếp tục mở rộng hoạt động, xây dựng thêm nhiều nhà máy ở các huyện Khoái Châu, Yên Mỹ, Tiên Lữ. Điều này khẳng định những lợi thế thế mạnh của Hưng Yên cho doanh nghiệp như tôi vào đầu tư. Với lợi thế về sự chuẩn bị đi trước đón đầu, thông qua phát triển hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng giao thông cùng nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, tỉnh Hưng Yên đang trở thành một trong những địa phương thu hút đầu tư thuộc top đầu của cả nước. Số lượng doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp trong nước đến đăng ký đầu tư liên tục tăng cao nhờ những chính sách ưu đãi đầu tư, môi trường kinh doanh cởi mở với khát vọng vươn lên mãnh liệt từ mọi người dân đến cả hệ thống chính trị để xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh phát triển giàu mạnh. Thời lượng của chuyên mục Đồng hành cùng Doanh nghiệp tuần này đến đây là hết. Quý doanh nghiệp cá nhân có những thông tin cần phản ánh, thông tin trong chương trình, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, phòng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.